xong bắt đầu anh tính kho, Kho giá thành, tính giá tính thành. kho và kho tính giá xuất kho. À, hôm qua anh có hỏi em á, ví dụ như mà mình mua mấy cái đồ ở nhà ấy, thì nó có được khấu trừ không em? Máy Những cái tập đấy đồ. anh đừng hạch toán nữa, À, nó sau không này liên thuế mới quan đúng đặt không? ra đấy. Vâng, nó chả phục À, vụ gì thế. cho hoạt động sản xuất kinh doanh đấy. Xuất kho bán hàng, xuất kho cho thuê, xuất kho cho thuê. Sao cái này lại có ở đây nữa nhỉ? Chắc là chưa xóa rồi. Đây đây đây, cái này có Đây trên rồi có này. trên rồi này. Cái dưới là thành phẩm của có nữa đây. Kiểu như là chưa có xóa hết. Hộp Hàng đó hả? hóa, xuất kho bán hàng. À, thế đi. Bên Không, hàng hóa tính hàng hóa kho là tính nó phải kho lên là nó phải lên cả nguyên cả vật nguyên liệu vật hàng liệu hóa hàng chứ. hóa chứ. Chắc này nó bị âm Bị rồi. âm rồi. Đâu, thép hộp thì không âm em, thép hộp thì thoải mái, mỗi thép ống là đang âm thôi. Nó không hiển thị lên giá vốn này. Chắc là cái chuyển kho ấy, mình chuyển kho mình bán ấy nó... Cái hộp này chuyển Cái hộp kho này đúng chuyển không? kho đúng không? Nhưng Ừ. em thấy anh khai Nhưng báo em là thấy hàng khai báo hóa là mà. hàng hóa mà. Cái này là phiếu xuất đúng không? Đâu, cái này là Cái này là chứng từ bán hàng đây bán này, hàng cái hóa này. đơn bán À, hàng bán hàng số số à 121 đây này. 121 đây này. Thì đúng rồi, bây giờ có phải mà mình bán hàng thì mình phải ghi là hàng hóa thép hộp chứ, chẳng lẽ mình ghi là Không, vật tư thép hộp à? đúng rồi. Anh vẫn phải ấy, anh làm lại giống như cái vừa nãy công cụ đấy. Anh tự chỉnh của nó đấy, nên là cái này đang bị âm này. Nó bị À, âm thì nên phải là ghi nó lại. không có số tiền, nó không thể hiện được số tiền đấy. À. Em cho xem cái thép hộp này anh tự anh tạo đúng không? Ừ. Nó bị âm, nó âm nên là Thế nó không là lên được cái giá vốn cho anh mình phải đấy. ghi lại vật tư thép hộp. Đúng rồi, chính xác. Anh Nhưng mà chuyển chỉ kho như khác thế cái là kho nào? thôi. Đúng À, chắc rồi, nó chỉ khác à, cái rồi kho anh thôi, hiểu. đúng rồi. Rồi hiểu là hiểu. Hóa đơn vừa nãy em đọc là hóa đơn bao nhiêu nhỉ? Một người Đây đúng đấy không? đấy. Số lượng Cái 41 này chuyển kho để bán đúng rồi. Thế là cái xuất kho 1 người. À, cái gì? Thế là tất cả phải chuyển hết, sửa lại hết cái hóa đơn này, bán đúng này. này, những cái chuyển này thì là đúng này. Chuyển thì đúng nhưng mà cái chỗ Đấy, bán nó ấy, đúng cái mã của nó chứ. đúng rồi đúng rồi, cái chỗ hóa đơn bán ấy, hóa đơn bán là anh cứ tưởng là phải xuất hàng hóa, anh cần nhập hàng hóa hết rồi. Rồi, rồi hiểu rồi. Hiểu chưa? Nó chỉ khác À, cái mã rồi. thôi nhá. Để đi sửa này. À, Câu hỏi như này thì cũng khó này. Cái hộp đúng không? VT vật VT này, VT hộp à, rồi Đấy, bình thường là vật tư đúng không? đúng Thì rồi đúng sau rồi. này anh in sổ nó không lên cái mã tên hàng này, mà nó chỉ lên cái tên Ừ, hàng này. rồi Đây là ok cái kho, còn kho đây này. 116 ok này. một à, đúng Giá rồi vốn là 6321 này. rồi Hàng bán này. rồi Thế thì phải. ừ cũng Nó vậy tính nó không lên nên anh in sổ đúng nó. rồi đúng rồi VP Vâng. đây này Bây giờ nó lại nhận mất cái phần tiền rồi đấy. nhưng mấy tiền hả? Bây giờ đây là đánh là VT 3. 7 này, có 2.000 này. Tưởng là 156 chứ em. Có Tài khoản 156 tiền, này. à tài khoản tiền tiền. À bên này bên giá vốn là 156. Ờ rồi ok. Năm 2000 là đúng rồi nè, thế nè. Này là 6321 này. À. Cái này. Cái này chuyển hàng gì đấy? Cái này anh mở lại hóa đơn này đi. Hóa đơn số 421. 121 hả?
21, từ đấy là 21 số mấy nữa, 3 hay 139 đây là 16 này, 19, 20 đây, 121 là 10 cây 68.000, 10 cây nhân 68.000. Rồi, à, thế 10%, 156 đúng rồi. À. Cái này là vật tư, cái này là đúng rồi. Cái này đúng rồi. À đúng rồi, thành tiền. Ô, à, sao cái này đúng rồi mà nó lại không lên nhỉ? Tổng tiền đó hả? Thế nó không lên đơn ra vốn nhỉ? Sao tính kho lại thử xem nhé. Thế này tồn là sao? À, còn hai cái đấy chưa sửa. Hai cái này bán cái đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng vật tư chuyển sang hết. À, xem giá tiền 170.000 và 250.000. Đấy, sửa này, tên này. 170 này. Thế đó, đây nhá. 170. Xem nó lên hết này, xong rồi là phải xem báo cáo trong tổng hợp tồn kho vật tư hàng hóa này.
Ờ đúng rồi, cái thanh Đây này này vẫn vẫn được. còn thơm đây này. Cái này là cái gì nhỉ? À, Bún à? nhà hàng à. Ủa nhà hàng mình có sửa gì đâu ta, hồi trước giờ vẫn thế mà sao nó lại âm ta. Nhưng Thế mà à? cái một một cái mục một cái tháng một mà sao này ta, Là sao? xem gửi cái này này Em xem thấy cái ngày mùng cái 1 tháng 1 đấy. đúng rồi. À đúng rồi, Là sao à ấy? hình như 6 tháng 1 cũng có, 6 tháng 1 cũng có một cái hóa đơn nữa mà. À có hai cái mục một, hai cái tháng 1, thế là trùng trùng một cái, để một cái cho em, hình như là hai cái mục một, hai cái tháng 1. 60 xong lại 600. Chủ xã 100, 100. 50. Để xem lệnh sản xuất nào. Hóa đơn 100 đây đây đấy. Cái này là một phiếu nhập kho, một phiếu xuất kho, đúng Đúng rồi. không? Một phiếu 76 anh Là nghe ngày ra mùng đi. 1. 6 và nhập kho 73. Nhập kho 73 rồi. Ừ, là ngày mùng 1 tháng 1 nhá. 1 tháng 1 rồi. Rồi. Còn một cái nữa. Đấy 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 đấy. Rồi. Cái này là xuất kho 77, nhập kho 74, ngày mùng 6 tháng 1. 74 rồi, 6 tháng 1 ok. Xuất kho 77, nhập kho 74, ngày 6 tháng 1 Rồi rồi. chưa? Rồi rồi rồi. Còn Thế cái nào nữa là không nhỉ? có mỗi hai cái à. Có hai cái, thế mà bây giờ em xem ở cái chi tiết Khả năng nào. là nó trùng à. Ừ. 76 à? 76 à, cái đầu tiên một một là xuất 76 nhập Ừ. 73. Xuất 76 nhập 73. Thế là trùng hai cái đấy trùng, rồi bỏ một cái. Xuất Bỏ cái dưới 76 đi. ở À. 73. Đó, 73. Bỏ cái Ờ. dưới đấy, bỏ cái đấy, bỏ Ở cái đấy. đây có hai cái đúng không? Bỏ cái đấy, bỏ cái đấy. Từ khoa này. Nhưng mà sao cái suất này của anh này, một cái là 150, một cái là 700 là sao? Ờ. 15 giờ gần xa này, sao cái 2.250 cái là 10.500 là sao nhỉ? Tự nhiên Cái nó đấy giá nhảy trị cái. không nói, cái đấy giá trị không nói, nhìn số lượng này. Ờ, mình có thay đổi này đâu ta. À. 150 700 Có muốn 4 à, rau muống, rau 150 này đúng không? còn 50 là đúng, 150 là đúng rồi. Tiếp này rau muống là 700 thì đúng rồi. Đúng rồi, đúng đúng. Thế thì là đúng rồi đúng không? Tiếp là cái 150 nữa này. Như này là 61. 61 là khác là đúng rồi. 77 này. 150 rồi, cái dưới chắc cũng 700 nữa, dưới cũng 700 nữa. Đấy, đúng rồi. Trăm này. Nhưng mà cái này là ngày khác. Cái đó đúng rồi, cái này cách sửa đó mà. Thứ hai sao? Sửa ra nó lại âm ta. Sao? À cái này cuối cùng giá trị của nó tồn nó không ấy chứ. Anh đẩy lên, đẩy đẩy cái ngày nhập lên trước ngày xuất. Đây này, À, giờ ngày nó cùng là 6 đúng không? Mùng 6 à tháng 1. giờ thôi. Nhưng mà cái giờ xuất của nó là 8 giờ 13. Giờ nhập của nó là 9 giờ 9 giờ 13. nhập sau nhập rồi, Ghi sửa này. Em cho nhập 7 giờ 13 đi. Đúng bảy không? bảy rồi, bảy Đó, bởi vì cái cuối à, cùng nó hết. rồi. Nạp từ này. Đấy, Đó, thế hết rồi. là Còn ở dưới nữa, còn ở dưới nữa. cái này cũng Ghẹ thế này nè. này. Thế thì lại ngày nhập là ngày giờ nào đây? Sửa lại lên 7 giờ thôi. 7. Rồi. Rồi, 7 nè. 7 giờ 28 đi. 7 nè. 7 nè Rồi. rồi. Rồi hết. Ủa, cái gì mà 7 âm âm điệu giờ này? này. Ủa. Cũng lại ngày nhập, giờ nhập thôi. À, lệnh chẳng tiêu xuất. Nhảy đúng không? À, rồi rồi rồi, ok.
Âm nhiều nha. Ổn rồi. Gấp. Đây. Rất gấp còn 4 giờ. 7 giờ. Có ghi sửa này. Sáu giờ đi. Đóng này nữa. Trong này này. Nhập. Nhập cái cho là 5-6 giờ sáng. Nhập này là nhập có hóa đơn anh ạ. Với lại nó lịch ngày chứ không phải là lịch giờ nữa. Âm là anh âm từ mùng 10 tháng 1 đúng không? À. Mà anh nhập là anh nhập vào ngày 24 tháng 3 đúng chưa? Thế nên nó không phải là lịch giờ nữa mà nó là thành lịch ngày rồi. Lịch ngày thì lịch mình nhập theo hóa đơn à, lịch ngày đấy. Ngày mùng 9 tháng 1 ngày hóa đơn vẫn giữ nguyên nhá. À. Thì dịch giờ ngày hay cán thôi, đây này dịch mỗi ngày đây này. Ngày mùng 9 tháng 1 này. Và ngày ở đây này, ngày 9 tháng 1 này. Còn cái hóa đơn này này, anh vẫn giữ nguyên là ngày trong hóa đơn, nhớ chưa? Hôm trước cũng dịch rồi đấy. Nó từ tháng 5 tương tự cái này này. 25 tháng 3 nhưng cùng ngày giờ này. À cùng ngày nhưng khác giờ này. Cho nó về giờ sáng đi. 7, 6 giờ đi. Muốn tính ra thành đúng thì cái chi tiết vật tư này nó không được âm. Ừ. Sao nó vẫn bị âm ta? Ủa cái gì nhỉ? Thế thì cái này phải nhảy lên trên này rồi. Vẫn bị âm vật tư. Mua vật tư này này. Để chờ hết. Trước ngày mùng 2 hồi nãy em nhập 2. Ngày mùng 7. Không, cho về 28. Chờ hết ngày mùng 1 tháng 1 được không? Nên như thế là nhập. Xa quá anh ạ. Xa quá. Vâng. Bây giờ nó âm bắt đầu từ mùng 10 tháng 3 mà. À. À mùng 1 tháng 3 mà thì anh sửa nó về bắt đầu sửa nó về ngày 29 28 tháng 2 thôi. Đừng có để xa quá, sửa hết về tháng 1 thì nó xa quá so với cái ngày hóa đơn đấy anh. À. Đây này cái ngày hóa đơn của nó là tận tháng 4 cơ mà, anh nhảy về tận tháng 1 sau này nhìn nó lộ quá. Đây cái dưới này này. Em kéo cái đấy này. À vẫn còn cái âm kìa. Nào đây. Tính ra xuất kho đi thì nó hết. Số lượng nó không âm đã. Cái gói cái đấy phải tính lại giá xuất kho. Để cho cái cột giá trị nó ấy mà. À. Nhìn cho nó rõ mà. Được rồi. Không còn 5 ngày nào nữa đúng không ạ? Rồi. Rồi.